Kính chào quý thính giả đã trở lại kênh chuyện ma hàng bảo kể. Quý thính giả nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, bình luận cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ cũng như là tiếp thêm động lực cho bảo quý thính giả nha. Kênh chuyện ma hàng bảo kể sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong buổi tối kể chuyện tối đêm nay, à, Bảo xin gửi đến các bạn một câu chuyện của chị Xuyến À, chị Xuyến năm nay đã được 42 tuổi rồi à, Chị chia sẻ cái câu chuyện này à, Chị được bà nội chị cởi lại Lúc đó chị cũng là 30 tuổi rồi Bà nội của chị thì mắc khoảng 10 năm nay Thì à, chị nghe câu chuyện này á Về cái nhà của một cái bà đồng cốt Ở kế bên nhà của bà nội luôn à, Nói là sát vách thì không đến đổi Nhưng mà chỉ cách nhau độ khoảng chừng 10 thước thôi và cái đoạn 10 thước đó cũng trồng những cái cây bông trang những cái cây tầm ruột này nè thôi cả nhà chứ không có phải là trồng những cây có gì nhiều thì câu chuyện kể như thế này nè lúc đó bà nội á là kiểu như bà nội là chưa có chồng nha cũng còn trẻ thì cưới bên nhà cách đâu 10 thước như vậy á có nhà của một cái bà thầy đồng cốt thì về cái lịch sử của cái bà này á thì có thể kể như thế này cái bà đồng này hồi đó, đó thì bà có chồng. À, bà có chồng ở cái xứ này nha, nhưng mà nhà thì cách đây khoảng chừng là ba cái số. Thì cái công chuyện vợ chồng của bà kiểu như là cuộc sống có hạnh phúc hay không, như thế nào thì không có rành. À, chỉ thấy là sau đó đó khi mà bà ở với chồng được khoảng chừng 3 năm thì bà có một cái đứa con. Và cái đứa con của bà nó chết chắc là trẻ, kiểu như mới có không đầy một tuổi là ra chết rồi và là đứa bé trai nha thì à, hai vợ chồng là bắt đầu là à, thôi nhau và không ở với nhau nữa thì à, bà này sau đó đó bà mới à, gá nghĩa với một cái ông mà được suy đoán là một cái ông thầy à, thì khi mà bà ở với cái ông thầy đó được khoảng chừng à, 5 năm như vậy thì cũng thôi nhau và giữa hai người thì không có con cái gì cả À, thì sau đó đó người ta nói là cái bà thầy này làm như bà làm vợ của cái ông thầy bùa đó bà biết được một số cái bùa chú rồi rồi bây giờ bà không còn ở với ông nữa thì bà đi tìm một cái người thầy nào đó thì không biết nhưng mà cái quá trình bà đi á thì bà đi như vậy là khoảng 10 năm thì lúc đó bà về à, bà về và đi um, kiểu như là bà cũng hành cái nghề đó rồi không biết là bà hành được bao nhiêu năm thì không biết mà tới khi bà về trở lại sớm đó thì bà có ra cái mộ của con bà ta thấy bà ra mộ của con bà mà tính đi từ lúc đó tới giờ cũng 15 16 năm rồi bà mới ra ngoài đó bà mới bóc cốt của nó và đem đi vô trong chùa thì cái cái việc đó có cái sự chứng kiến của những người thân ở đó Rồi sau đó đó thì bà mới mua một cái phần đất để bà nói là bà về đây bà ở bà cắt nhà đó Thì bà mới cắt nhà kế bên nhà của bà nội rồi Cắt cái nhà đó lên Thì bà ở một mình thôi Bà không có ở với ai cả Và cái thời điểm đó là bà cũng đã độ khoảng Gần 40 tuổi rồi Bà gần 40 tuổi Thì uh, theo như bà nội Với gia đình của bà nội thì thấy đó Ông bà cô thì la bà nội Nói là ít có qua nhà Cái bà thầy đó lại còn kiểu như bà nội lúc đó cũng còn trẻ rồi hiếu kỳ mà nói chung cái bà này bà cũng không có cấm đoán gì bà chỉ nói là ban đêm là không có được qua nhà bà ban ngày thì có qua chơi thì qua thì à, lúc đó, đó khi mà bà về đây bà làm cái này làm cái kia về cái việc ban đầu là bà coi bói nè rồi sau đó rồi nghe nói đâu cũng lên đồng lên cốt chỗ nào đó à, được một thời gian khoảng 3 năm như vậy thì bà có nói với bà cồ à, cái bà tạ thì đồng cốt này bà có nói với bà còn vậy, bà nói là bây giờ nhà của chị á, là ở sát nhà tôi, à, bây giờ tôi có chuyện phải đi xa à, khoảng chừng năm bảy năm là tôi mới về, nhưng mà nhà cửa tôi để đây. Nếu mà chị giữ được giùm tôi á, à, tôi mang ơn chị và khi tôi về tôi trả tiền cho chị. thì bà còn mới trả lời như vậy, nói là à, có gì đâu, bây giờ chị đi đâu đó là chị đi mà nhà cửa của chị thì chị đóng cửa như vậy ai đâu dám vô à, rồi á, thì tôi ở đây gần tôi dòm ngó tiếp cho à, cái bà thầy đồng cốt này bà mới nói ừ vậy đi nữa về cái tôi trả cho một ít tiền đó thì sau đó là bà đi à, bà đi được khoảng 3 năm thôi là bà đã về rồi à, Bà về thì bà thấy nhà cửa của bà cũng được bà nội dòm ngó và đôi khi á nó có một hai cái lỗ trộm gì đó hư hại đó thì ông nội cũng leo trèo lên đó mà sửa giùm. À, xin lỗi cái nhà là ông cò. Đã cái ba về bà thấy vậy bà mới gửi cho ông bà cò ít tiền. Nói chung là ông bà cậu có nhận. À, số tiền bà gửi thì nó cũng lớn đó chứ không nhỏ đâu. Thì phải nhận rồi, thì nghĩ rằng đây là công sức của mình mà mình giữ nhà cho bà rồi giờ bà trả tiền cho mình đi bình thường. À, xong rồi cái lúc đó mới qua rồi cái kiểu mà bà cắt lại cái nhà cắt là cái nhà nhà cũng rộng rãi lắm đó nghe nhìn à, giống như thời điểm đó mà bà cắt cái nhà như vậy là cũng thuộc dạng ở đây người ta giàu có mới cắt được cái bà cắt cái nhà lên bà cũng nói là bà có tiền nhưng bà không mua đất đai gì hết trơn á cái bà cồ mới nói về chị chị bây giờ chị cắt cái nhà lớn như vậy nè rồi chị vô chị ở thì tiền bạc chị phải kín đáo kỹ lưỡng nghe à, đừng có cho người ta biết là mình có tiền nhiều mà sợ là trộm um, cắp nó nó ghét bà mới nói trời đất ơi chị lo gì nhà tôi mà thằng ăn trộm nào cũng dám vô tôi còn cho ngược nó tiền đó thì biết rằng bà bùa chú này nọ thôi chứ cũng không có nghĩ gì nhiều cái sau đó cũng cỡ cả năm trời nha thì nói chung bà cũng không có nhiều cái khách hàng đâu mình tạm gọi là khách hàng là bởi vì tới bà coi này nọ rồi trả tiền cho bà cũng bình thường thôi như bao nhiêu bà thầy khác lâu lâu vài người lâu lâu vài người kiểu vậy thì sau khi bà về bà ở được năm á thì bà với bà nội và bà cô á cũng nói chuyện cũng khá là nhiều à, tại vì thấy cái bà này cũng không có đến đổi là đáng sợ thì bà cũng đâu có đến đổi là bà thư bà yếm gì mình hàng xóm với nhau này nọ mà à, lâu lâu á bà đi à, dông tà về cho ai á cái bà mệt thì bà cũng nhờ bà cô nấu cơm và mỗi lần nấu cơm vậy bà cũng trả tiền nha chứ không phải là bà làm không mà bà bà cô thì bà nói là trời ơi cái chuyện này có gì đâu nói dùm một hai bữa cơm mà tiền bạc gì nhưng mà bà vẫn trả bà nói là không ai mắc nợ ai về cái tính tình của bà thì bà cồ bà thấy được á bà này mới rất là giữ của à, đồ đạc bà trong nhà bà dắt chữ kỹ nha thân với có thể nói là bà cồ là thân với bà nhất á. nhưng mà đừng nói đụng chạm được gì, gì, vô đồ của bà dù là một cái ca một cái chén cái chén mình nói như vậy là mọi người hiểu được cái tính cách của bà rồi ha thì không biết lý do làm sao bà giữ kỹ như vậy thì kệ đi bây giờ cũng chẳng có liên quan gì nhiều thì lúc đó đó họ cái bữa đó không biết sao tự dưng bà nói bà nói vậy nè, bà nói với bà cổ bà nói là chị biết không tôi á bùa chú tôi thì nói chung cũng không có không có giỏi mấy nhưng mà đó tôi nè là tôi có một cái ông thì bà cổ nó ủa cái ông gì vậy chị tôi có cái ông này á hồi đó ông cũng làm thầy mà ông chết rồi nhưng mà bùa chú ổng với lại là ổng có đức cho nên là cái 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 sức của ổng mạnh và khi ổng chết á, thì cái hồn vía của ổng là lên trên núi ổng tu bởi vậy là bây giờ á, đợt tôi đi 3 năm đó là tôi đi lên trên ổng đó thì à, tôi mới học ổng rồi sau đó là ổng mới cho tôi là lỡ như có cái chuyện gì mà tôi chị không lợi hay là cần lên đồng lên cốt để biết cái chuyện gì đó thì à, ông sẽ nhập về cái xác của tôi và mỗi lần mà nhập về cái xác của tôi như vậy đó thì uh, tôi sẽ rất là mệt uh, mệt mỏi rồi thì cơm nước mà lỡ như tôi chưa có nấu trước á tại vì không có dám ăn trước ăn trước tại những cái đồ vặt đó nó dơ dơ vô cơ thể mình á thì nó sẽ uh, theo như bà nói là mình hiểu đơn giản như là nó dơ thì uh, cái ông đó ông sẽ không có dựa về uh, tức là mỗi khi lên đồng lên cốp như vậy thì bà phải à, uh, nhịn ăn Ví dụ như ừ, hứa với người ta là trưa nay lại đây tôi sẽ làm thì sáng bữa đó bà không ăn còn hứa tối đó thì sáng bà chỉ ăn một chút thôi chiều là không có được ăn à, tối là, là 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 ngồi lên đồng vì vậy mà mỗi khi bà lên đồng xong rồi bà sẽ rất là mệt thì bây giờ thay vì á nấu mỗi bữa cơm thì bây giờ bà nói là bây giờ chị nấu tháng cho tôi à, thì cứ như là một tháng tôi sẽ trả cho chị bao nhiêu tiền à, gạo thì tôi mua tôi để sẵn tôi để ở nhà chị vậy đó à, nào hết thì chị cho tôi hay nhưng mà tôi nói trước với chị là gạo của tôi tôi để trong nhà chị là chị chỉ nấu cho tôi ăn thôi nha còn nhà chị ăn là chị mua gạo khác chị ăn à chị mà lấy một lon một miếng nào ở trong gạo của tôi là tôi biết hết á mà bà cò thì nào giờ bà đâu có tham có điều á thì sau đó bà nghe nói vậy rồi cái bà cò cũng chấp nhận nhưng mà bà cò bà thử tại vì nghe bà này nói sao cái chuyện ly kỳ quá một cái ông thầy bùa ông chết rồi rồi ông lại cái hồn ông lên núi trên tu mà làm lý do làm sao mà bà có thể biết ổng trên đó mà bà đi lên trên đó rồi bà xin ổng này nọ rồi ổng thấy là cái xác của cái bà này cũng hợp với cái mạng số cái gì đó của ổng đó thì ổng chấp nhận dựa vô cái xác của bà này thì cái chuyện nó ly kỳ quá đi ông bà cổ mới nói đâu bà thử một cái coi thì cái hôm đó đó à, bà có đi qua bà nói nha giống như bữa nào bà cũng nói chân khách là bất ngờ thì bà sẽ qua bà nói một cái bà nói là trưa nay á, là ở chiều nay á thì nấu cho tôi nồi cơm nhưng mà để sẵn ở đó tối tôi làm xong rồi đó tôi sẽ qua tôi kêu rồi 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 đưa đưa cơm giùm tôi cái ông bà cò cũng bình thường như bao ngày cũng nấu à, nấu thì đương nhiên cái đồ ăn á là bà quy định mà thường bà cũng không có cầu kỳ nhiều về cái việc ăn uống nhưng có một số món là bà tuyệt đối không ăn à, ví dụ à, thịt chó những cái món thịt chó nè đó thịt ngựa nè mà ngựa lúc đó ai mà ăn nên mình ý mình nói vậy đó là bà nói cho những cái kiên cử đó à, trâu cũng không ăn những cái đó là bà không ăn còn về rau á là bà không ăn cái đọt mà đọt dâu đọt rau người ta luộc ăn được nha cả nhà Rồi đó ăn hoài à bảo cũng có ăn nữa nè ăn hoài nó cũng ngon mà không biết ăn nhiều có sao hay không thì nói chung không có rành cái vấn đề đó nhưng mà cái đọt dâu đó là là có ăn được đó thì rau cải là chỉ những cái rau cải bình thường thôi cái bà nội với, bà cổ với ông cổ á mới nói như vậy nói là nói với bà nội á mày đi ra sau hè mà hái rau tại vì cái tính của bà nội từ nhỏ đến lớn á, ông bà cổ hiểu rành lắm đã nghe cái bà thầy nói như vậy rồi mà lỡ nha mà xúc gạo mà lấy nghe cái lu của bà đó là bà nội bà sẽ bà la làng lên liền á bà không chịu vậy cái tính ba nhỏ tới lớn nó vậy đó mới kêu bà ra sao hè hãy rau thì ở đây ông cầu với bà cầu mới xúc gạo mà xúc kiểu như vậy nè xúc một lon thí dụ như nấu cho bà là 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 một lon đi phải không thì ông cầu bà cầu xúc nửa lon nửa lon gạo của mình nửa lon gạo của bà cái lưu gạo thì để sau bếp đó thì để xong rồi cái mới trộn vô gạo cũng bị chan nhau à, tại vì mua cùng một chỗ mà nhưng mà phân ra gạo nào của bà là của bà cái trộn vô nấu à, nấu cơm này nọ xong cái cởi bà bà làm gì chứ nó bà làm đâu có chừng 9 giờ được thấy khách người ta đi về thì khoảng 5 phút sau bà qua bà nói đem cơm qua giùm tôi đó thì ở đây bà cồ mới bới cơm ra rồi đồ ăn đồ uống sau đó chuẩn bị sẵn bưng vô cái mâm à, mới đem bển qua cho bà thì đi qua cho bả thì lúc mà bà cô bả đi qua tới cái nhà bả dòm vô nhà bà giờ rộng lắm cái bả mới ngồi trên cái phản á Bà ngồi bả dòm ra mà cái tay bà để như vậy nè à, bà để bà chạy chấp lên đùi như vậy nè bả dòm ra bà cười cười thì bà cô cũng nghĩ bình thường thôi giống như bà cười thôi cái mới đi vô đi vô mới đặt cơm nước cho bà xong xuôi đâu đó rồi á thôi bây giờ nói với bà thôi tôi về nghe chị bà em ru cái quay lưng đi ra đi ra mà đi ra chưa khỏi nhà bà các thì lúc này bà mới kêu: "Bà nói chị." Bà còn mới quay lại ủa ôi gì vậy chị? Thì quay lại thì thấy bà cái tay trái á là bà đang cầm cái cái uh, chén cơm mà chưa có cầm đôi đũa. Còn cái tay phải đó thì bà bắt cái ấn gì đó không biết. Thì bà mới nói vậy. Bà nói là "Bữa nay gan ha. Dám mà lấy gạo của tôi phân nửa và gạo của chị phân nửa nấu cho tôi ha." nói một cái là bà cồ bà tái mặt liền nhưng mà do hồi đó tới bây giờ bà cò không có có cái 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 kiểu mà tham lam của người ta làm cái chuyện này thật ra mà nói á là kiểu như muốn thử thôi chứ không phải là tham gì tham nếu mà tham thì chất gạo của bà ăn rồi đó cái bà cồ thì lúc đó giống như là bị nói chúng tim đen đó mà đó giờ không có làm mấy cái này nghe nói về cái quản cái cái miệng lắp bắp thì theo bản năng thôi cái chối nói là Đâu có, đâu có đâu có chị tôi đâu có gì đâu tôi tôi, tôi, tôi nấu gạo của chị mà ừ nấu gạo của tôi ha thì nè cái nửa lon gạo đó nó không có tới đâu tôi thì không có quan tâm mấy tại vì nửa lon gạo của tôi à, nửa lon gạo của chị đó thì chị tốn nửa lon cho tôi thì đúng rồi tại vì nấu nấu cho bà ăn một lon mà lấy nửa lon của bà thì đương nhiên lấy nửa lon của mình thì mình mắc nửa lon đó thì bà thầy cái bà thầy đồng này bà đồng này bà mới nói như vậy bà nói tại vì là tôi thấy là chị không có tham tôi mới nhờ chị nấu cơm nấu nước này nọ với lại cái đó là tôi biết cái ý của vợ chồng chị là muốn thử tôi à, cho nên là mới nấu như vậy chứ nếu mà tham của tôi rồi ha ăn của tôi một lon là ói ra một lon cơm ăn vô trong bụng xong rồi là một hồi phải ói ra hết bà nói vậy đó thì bà bà cổ á kiểu như giờ hết chói chói gì nữa giờ nhưng mà cái cái đáng nói ở đây là tại sao bà biết nửa lon nè lúc làm là bà đang ở bên đó bà làm với người này người kia thì sau này bà mới nói bà mới nói là ổng như ổng dựa tôi đó thì ông chỉ dẫn cho cái 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 người mà tới nhờ đó xong rồi đó thì ông nói với tôi là cái con nhỏ bên đó đó nó nấu cơm mà nó nấu nửa lon gạo của mày nửa lon gạo của người ta à, cho nên tôi mới biết tôi nói đó thì lúc này bà cò bà giật mình bà nói vậy là ông này ông quá linh còn về ông cồ đó thì ban đầu khi mà bà cò qua nhà bà xong rồi về thì lúc đó bà chưa có nói cái vụ mà cái ông kia nói cho bà nghe ông nội mới sợ đi mới sợ là cái bà này bà nuôi ma nuôi gì nó đứng nó dòm vô nó thấy mình giấu được người chứ sao giấu được ma ví dụ như con ma nó đã không vô trong nhà mình được đi thì nó ở ngoài hoặc là nó và đã vô trong nhà mình rồi mà mình không biết đó ông nội cũng sợ nhưng mà sau đó nghe bà nói vậy thôi cũng yên tâm mà thiệt bà không có hại cái gì ông bà nội cả thì cứ nấu cơm nấu nước sau đó là nấu rõ ràng cho bà không có dám mà mà thử thiết cái gì nữa hết trơn á bởi vậy khi mà người ngoài hỏi đó Hỏi là chị ở kế bên nhà Cái bà thầy đó bà thầy đó bà hay không Mà sao thấy chỗ khác người ta tới không Mà ở đây người ta không có tới Thì tình thật Bà cầu có sao bà nói vậy Thì bà nói là ừ, Tôi có trường hợp vậy 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 đó Thì thấy bà chị thì mấy cái người đó hay là trả lợi lắm Không biết là hay hay dở Thì không biết Cái hàng xóm ta thấy như vậy cái người ta cũng lợi kiểu mà không có gì bằng đồng miệng cả. Hồi đó thì người ta đồng miệng không chứ đâu phải như mình bây giờ mà uh, YouTube hay là TikTok gì cả nhà không có. Hồi đó là chỉ là đồng miệng thôi mà đồng miệng mà những cái người mà uh, giỏi lên đồng lên cốt này nọ thì nó nhanh dữ lắm. Đó. Cái uh, sau đó thì có mấy lần kiểu như bà nội chứng kiến chứ không phải bà cồ nghe. Thì lúc này kiểu biết bả là không có hại gì gia đình mình rồi sống một thời gian cũng mấy năm trời sau đó rồi đi đi về về rồi cũng sống ở đây mấy năm trời thì tính cho cái thời gian mà bà nội bà cô nấu cơm cho bà đó là cũng được gần 2 năm á thì thấy bà không có hại hay hắn gì thì thôi bây giờ bà cũng bình thường bà cũng đâu có làm gì đâu cũng muốn lên đồng lên cốt vậy thôi ai cần thì bà lợi còn không cần thôi chứ bà đâu có lôi kéo ai cái sau đó đó thì um, mới cho cho bà nội qua nhiều hơn ban đầu qua thì bà cũng vậy bà không cho qua ban đêm ban đêm thì bà nói bà nghỉ ngơi bà này bà nọ bà không có cho qua ban ngày thì cho qua thì qua cũng ngồi nói chuyện chơi với bà vậy thôi mà kiểu như bà nói chuyện thì hỏi trả lời lâu lâu hỏi một hai câu bà không muốn trả lời bên ru là hiểu rồi đó là không dám hỏi nữa thì có cái lần bà nội qua chơi vào ban ngày thì cái lúc đó đó ở dưới mé sông á có cái ghe tấp vô thì cái gia đình này có một cái người à, vợ Cái người vợ này cũng lớn tuổi rồi Độ chừng cũng là bốn mấy năm mươi rồi Thì cái ông chồng đó với hai đứa con Mới đưa cái bà vợ này đi lên Thì cái lúc mà đi lên á Thì cái dông nó nhập vô cái bà vợ này à, dậy nảy và không chịu đi vô Đó à, Thấy có cái chuyện vậy Cái hàng xóm người ta lại người ta coi Thì à, bà nội bà mới thấy Ủa cái gì ngoài đó bà mới nói với cái bà bà thầy này nè bà bà lĩnh đồng á bà đồng á bà nói là bác ơi bác cái gì mà ở ngoài vậy mày kêu tao cô tao nhắc mày hoài ờ à, cô ơi cái gì ở ngoài vậy sao tao biết đâu mày bước ra ngoài mày coi có vụ gì đó cái bà nội thấy vậy mới chạy ra coi lúc này hàng xóm ta coi cũng đông rồi thì người ta mới thấy á là cái bà này nó bị dông bị nhập mà bà dậy nảy à, giật tới giật lui này nọ bà nhảy tới nhảy lui rồi có khi bà cười có khi bà khóc bà làm đủ thứ trên đời à, ta mới hỏi thì cái gia đình này mới nói là hỏi cái nhà của cái bà 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 đồng rồi người ta nói là vợ tôi bị nhập bữa đó đi à, sao hè đi màng về chở giờ bị ông nó dắt nó giấu nó giấu xong rồi bây giờ bị nhập hoài luôn mà chị thầy bà không có hết bà nội bà thấy vậy bà ghê bà sợ bà không có dám đứng gần bà chỉ đứng xa xa bà dòm thôi cái bà, bà, bà thấy vậy rồi bà nghe cái ông đó nói vậy rồi bà chạy ngược vô đó, chạy ngược vô nói với cái bà bà đồng nó cô ơi cô không biết làm sao á mà cái ông chồng ông nói là cái bà vợ đi đâu ban đêm ban hôm đó đi mằng về chở giờ bị ma nó giấu nó giấu xong là nó nhập tới bây giờ luôn chị thầy bà không có hết cái bà mới nói như vậy bà nói ủa như vậy hả ừ, cũng lâu rồi bữa nay tao cho mày coi luôn cái okay, bà nội ủa coi gì cô tao cho mày ở đây coi mày dám coi không nói chung cũng sợ nhưng bà nội mới chạy về nhà chạy về nhà thì lúc đó là định kêu bà cồ qua mà không có bà cầu đi cái trong lòng mà đấu tranh tư tưởng quá cuối cùng bà nội cũng hiếu kỳ chạy bà coi luôn thì cái lúc mà bà nội chạy qua này cái 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 gia đình đó đó cũng đưa cái bà vợ đi vô rồi đi vô tới sân rồi chạy qua cái mới ngồi cái bà cái bà cô này mới chỉ mới nói nè mày coi gì thì mày coi mày ngồi đó mà nhớ nghe không có la là làng la là sớm nghe mà tao hỏi nè bữa nay có đèn đỏ không mà đó không dùng cái từ đèn đỏ nó nó thẳng ra luôn nhưng mà bảo thì bảo dùng cái từ như vậy ha dạ, dạ không cô ơi ừ không mày lỡ cái phản đó mày ngồi đi một lát nữa tao làm ở giữa nghe mày nhớ nghe tao làm gì tao làm lúc đó có nói chuyện sao nói thì mày á mày ngồi yên mày không có la làng mày bỏ chạy nha la làng bỏ chạy mà lỡ mai mà ông quở ông bỏ ông đi mày bệnh hoạn mày dán chịu dạ 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 thì bà nội mới đánh cái tư tưởng là bây giờ ngồi là câm như hến á ngồi chỉ ngồi coi thôi Rồi đó giờ bà mới cho coi đó cái mà sao bữa nay bà cho coi thì lúc đó nghĩ rằng hàng xóm bà nội bà nghĩ trong đầu á là hàng xóm người ta đi vô này nọ đông thì thế nào bà cũng cho coi luôn ai có về đâu cái lúc bà đi ra bà đứng á thì cái bà bị dông nhập á mới chỉ mặt của cái bà bà đồng mày ha cỡ mày mà đòi bắt tao hả nói vậy luôn đó chỉ mặt bà đồng nói cỡ mày mà đòi bắt tao hả thì bà mới giờ mà bắt ăn bà bắt ăn bà chỉ chỏ vô bà đánh vô cái nó cừ kha kha khà kha khà, khà, nghe nó nói mày cái làm được cái đó thôi mà mày đánh tao hả cái lửa của mày á không đủ mà hơi nóng cho tao nữa thì có nghĩa là lúc đó cái bà đồng bà dùng một cái bùa gì đó mà có liên quan tới lửa đi Giống như là dùng lửa đánh nó đi Thì nó cừ Nó nói không liên quan, không có làm gì được gì nó giống như là sưởi ấm nó thôi Nghe thấy rùng mình rồi ha Bà con hàng xóm thì ta đứng ngoài ta dòm vô, đứng cũng gần, đúng ngay đứng ngay sân đó để dòm Cái bà mới nói Vậy là mày không có sợ tao Cừ kha 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 Chỉ bà nói mày là cái đứa con nít Mày biết tao bao nhiêu năm chưa cái bà mới hỏi là Nhiêu năm Tao mấy trăm năm nè Mày làm được cái gì tao Cái bà hỏi Là mấy trăm năm vậy là quỷ phải không 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 Tao chưa phải quỷ Nhưng mà cỡ mày á mày là con nít Thì nói cái giọng nói là nó rất là khó nghe nha Và nó vấp Nó như là nó gồng găng này nọ lên dữ lắm à, Bảo à, kể thì nó suông vậy thôi Chứ cái lúc đó nó cũng dữ dằn lắm Gia đình cũng nắm kéo đồ từ lưa hết thì à, bà Đồng á Làm như bà đang bấm Bà bấm đây không phải bà bắt ấn Mà bà bấm bà coi cái ngày cái giờ Cái ngày này cái giờ này có thỉnh uh, Được về chưa Thì giống như lúc, sau này mình biết nha Còn lúc đó thì bà, bà tính vậy bà tính đâu ai biết đâu à, Thì bà mới tính sau đó Thì bà nói là khoảng à, Cỡ là một tiếng mấy à, Lòng cỡ 4 năm tiếng đồng hồ nữa Thì lúc đó là 4 năm tiếng đồng hồ cũng 8-9 giờ rồi Thì bà mới mời ông về được bây giờ bắt đầu bây giờ cái bà bà ra bà bà tắm giữa bà uống nước uống nước sạch vô rồi bà xúc miệng xúc mồm xong xuôi đâu đó là bà ngồi đó đó bà ngồi trước cái bàn thờ cái bà kỉnh lễ rồi thì bà mới dặn là bây giờ á vô nhà đi vô nhà là nó bị nhập bị nhập kệ tôi có cái phòng kìa đưa nó vô trong đó để nó trong đó cái kéo vô kéo vô nó cũng dùng dằn dùng dằn làm dữ lắm nha nhưng mà lạ một điều là đi từ ngoài đi vô nó dùng dãy nó, nó, nó liếc dọc lướt xéo thậm chí là nó nó gừ gừ với bà đồng nhưng mà nó đi ngang cái chỗ cái bàn thờ của bà đó thì nó lại không dám nó im đi hút cái bàn thờ nó cũng dùng dãy nữa để mới đưa nó vô trong cái phòng đó thì chắc là hồi đó bà đồng này bà cũng biết là sau này bà làm này thế nào cũng có mấy cái trường hợp đó hay sao thì không biết nhưng mà thấy là trong nhà của bà có cái phòng kiên cố lắm hai ba cái chứ không phải một cái đâu mới đưa vô trong thì trong đó sẽ không có cái gì gây tổn hại cả thì đương nhiên có một số bùa để áp chế nhưng mà cũng không làm lợi cái con con con, dông này thì nó chống nó la nó gào nó thét gì nó hoặc bà con hàng xóm thì bà bà này bà không có cho vô bà đồng bà không có cho vô chỉ cho cái gia đình đó vô thôi cái bà mới quay sang bà kêu bà nội á bà nói mày muốn coi đó thì mày về đi tối nay mày qua tao à, 9 giờ tao làm thì 8 giờ mày qua được rồi bà nội mới nói là Ủa, vậy sao thường thường mà thường cô không cho con ra qua ban đêm mà thì bữa nay tao cho thì mày qua đi mày hỏi chi nhiều mày không qua là thôi rồi cái bà kêu đi về thì thôi đi về còn cái chuyện đó bà nói chuyện với lại gia đình sao thì không biết cái tới 8 giờ 8 giờ cái bà nội bà mới rủ bà Cồ qua bà cô thì bà không chịu đi mới nói trời ơi thì cũng chị dông chị tà này nọ mà mấy cái đó giờ làm chi mới không tao uống được mày ơi À, không cho bà nội đi mà bà nội bà đang nỉ quá đi cái ông cổ cũng thấy ông cũng tội nghiệp ông nói thôi đi 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 bà cho mày qua chắc cũng không có sao à, qua xong mày về liền nha cái bà cổ mới dặn là mày qua xong rồi nào mày về mày đi ra đi mày tao đứng tao, tao ngồi đây tao giờ qua bển là tao thấy à cái bà nội mới đi nói chung cũng an tâm nhà mình cách mượn thước với nhiêu cái mới đi qua đi qua thì qua cái bà vô bà nói mày nhớ rồi chưa tao dặn mày sao không dạ nhớ ờ à, nhớ thì ngồi y vàng vậy cái lúc đó thì bà nội mới dòm mới dòm là thấy bà đặt cái bàn lễ xong hết trơn rồi thì nói chung ở trên cái bàn lễ của bà là trái cây không à nha trái cây không à không có đồ mặn giờ mà không thấy đồ mặn thì cái bà đồng này bà ăn mặn có cái là lúc đó bà cúng vậy là bà cúng trái cây không đó thì bà mới vô bà chuẩn bị này chuẩn bị nọ rồi nhang đèn làm sao cái bà nội mới dòm Bà giờ thì bà thấy thì cái bàn lễ nó cũng giống như hồi đó người mấy ông thầy bùa thầy pháp hay bài à, nhưng mà à, ở trên thì thường thường mấy ông có cái dãy đỏ cái này cái kia cái chuông cái này cái nọ nhưng mà bà đồng này thì bà không có mấy cái đó không có dãy đỏ cũng không có chuông à, nhưng mà bà có một cái khăn cái khăn chụp đồng được gọi là cái khăn chụp đồng khi mà bà cúng xong á này nọ xong xuôi đâu đó hết thì bà sẽ lấy cái khăn đó bà chụm đầu bà và lúc đó là cái dông nhập là phải ngồi đối diện với bà để cho bà thỉnh cái ông đó về thì mới ngồi chờ bà này nọ bà cúng kiến này nọ xong xuôi đâu đó rồi bà, nói, bà kêu bà nói nè bây giờ vô đi à, ai thắp nhang tuổi gì tuổi gì thắp nhang rồi à, cúng kiến mà nhớ dái cái câu là cho tụi con chứng kiến tại vì con có người thân người thân của con bị dông theo rồi cho con chứng kiến, nhớ là xin câu đó nha cái à, mọi người mới làm theo và ngay cả bà nội cũng phải làm cái đó làm xong rồi thì thay vì người ta là ừ, người thân của tôi có người bị dông nhập cho tôi chứng kiến thì bà nội là ừ, bà cô mới cho phép tôi được chứng kiến à, kiểu vậy cái bà mới kêu ra bà kêu uh, dắt uh, cái người bị dông nhập ra dắt ra cái nó ngồi xuống, lúc đó nó vẫn còn nhập nha thì không phải là nhập từ suốt từ cái lúc mà tới đó tới bây giờ nhưng mà trước khi bà nội qua là đã nhập khoảng 15 phút rồi nó ra nó mới ngồi nó ngồi nó cơn bả nó ngồi nó kênh bả thì bà cũng lấy bùa bà đánh nó đánh nó thì nó cũng y gian hồi trưa vậy đó làm không được nó thì bà mới hỏi bà nói là bây giờ là tên gì cái nó không nói Bà hỏi thêm lần nữa nó nói mày hỏi tên tuổi tao đặng mày đánh bùa tao hả? Tao đâu có ngu, nó nói vậy luôn á. Nó không nói. Nói cỡ nào nó cũng không có nói hết trơn. Bà dùng bùa rồi bà đánh rồi bà hăm bà dọa rồi bà dụ hoặc gì nó cũng không có nói cái tên của bà, cô nói ra hết trơn. Mà bà làm nó làm không lợi, bà nói bây giờ nếu mà không chịu nói phải không? Tao thỉnh về đó, tao thỉnh thầy tao về là lúc đó đó ông đánh cho thì đừng có nói mà 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 uh, than gian nha rồi 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 cầu xin là không chịu nha không được nha nó cũng cứng lắm nó nói mày, mày 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 mời ai mày mời tao coi coi thấy là không có khuyên được rồi cũng không có hâm dọ cũng không có đánh được rồi thì bà mới là bắt đầu nè tới cái chuyện chính của bà nè bà mới làm cái người đồng bà mới cầu khẳng này nọ xong cái bà chụp cái khăn lên là bà ngồi im ru bà ngồi im ru ngồi im ru như vậy là khoảng chừng là 10 phút đồng hồ thì hước lên mấy cái thì sau đó là giống như ổng về nói chung bà nội bà giờ mới bà giờ mới sợ lắm thì khi mà ổng về rồi nghe, ổng mới kéo cái khăn xuống tự tay kéo khăn xuống chứ không phải mà đứng dậy mà nhảy qua nhảy lợi múa này múa kia thì không có cả nhà tháo khăn xuống dòm chăm chăm vô cái vòng hỏi mày biết tao không thì nó giờ mỏng nó giờ mỏng cái nó gầm gừ gầm, gầm gừ nghe nó nói không biết đầu cái ổng mới ổng trong cái xác của cái bà này á ổng mới làm một cái ăn gì đó mà ổng dê vẽ vậy nè thì nó gặp cái nó sợ à, biết rồi biết rồi cái ông mới nói là hồi nãy nó không biết bây giờ tao là đánh bùa mày nói mày biết mày sợ rồi cái gì mày tên gì hỏi tên do dự năn nỉ ông ông nói tên gì mà mỗi cái tên gì là ông bắt cái ăn, ông đánh mỗi cái tên gì là ông bắt cái ăn, ông đánh cái nó sợ quá đi thì ông mới nói như vậy nè tao á tao là đánh ta còn nương tay nha, ông xưng ta chứ không phải tao, nó ta đánh nó còn nương tay nha, còn ta kêu á, đệ tử của ta đánh á, là biết cỡ nào không? Muốn nhìn không nó cho dòm, cái em du cái ông mới làm gì cho nó thấy thì sao thì không biết giữa hai bên, cái nó sợ, nó sợ nói thôi bây giờ à... nói tên nói tên nhưng mà hứa là đừng có bắt nó, cái ông mới nói đệ tử tao đông rồi đủ chỗ hết trơn rồi bắt mày theo làm gì mà mày sao mày theo xác của người ta thì nó mới nói như vậy nó nói là ngày nào á con nhỏ này tức là nó cái xác á con nhỏ này á nó cũng đi ngang và nó đi ngang đầu cổ tôi hết cái ông mới hỏi là đi ngang đầu cổ là đi ngang sao thì à, như nó nói á là cái trên cái đường về từ trong đồng về tới nhà thì nó có một cái đoạn thường thường á, là vô cái mùa mưa á, cái đoạn chỗ đó đất nó mềm Dùm khi người ta cũng lấy đất người ta đắp lên này nọ nhưng mà sữa không có được cứ mưa tới là làm như ở dưới nó có cái mạch nước hay sao thì không biết thì có một cái đoạn một cái đoạn khoảng chừng là bảy tám chục thước á. thì sình lầy không à mưa gió nhiều á, thì nó sình lầy nhiều mà thường thì bà con lúc đó người ta đi á, là người ta vẫn đi trên cái con đường sình lầy đó chưng cẳng đạp xình đạp lầy thì nó bình thường với bà con khi đó rồi. Cũng chẳng ai tránh né gì. Mà riêng cái bà này á thì bà tránh, cho nên là bà mới đi lòn qua cái phía bên đây. Bên đây cũng chẳng phải con đường mòn, cũng chẳng phải là cái đường mà người ta đi thành cái lối mòn gì cả. Cũng cây cỏ không mà Thì bà đi là bà đi xéo ngang cỏ này nọ đó, rồi bọc ngược ra vậy đó. Thì là lúc nào bà đi bà cũng đi cái đường đó. À, vô cái mùa mưa là gần như bà đi như vậy đó. Thì nó nói là đi trên đầu trên cổ nó Vì nó nằm ở trong đó Cho nên là nó mới rình nó canh Nó canh nó đợi cho khi nào bà này bấm mặn bấm mệt Ban đêm ban hôm bà về đó Nó mới dắt bà nó giấu à, Nó giấu nhưng mà cái mạng nó tính bắt mạng luôn Mà cái bà này thì Cái mạng bà cũng không có nhỏ à, Cho nên là lúc đó nó không bắt mạng được Nó mới theo nó ám Nó ám mà nó làm sao nó bắt mạng bà cho bằng được Cái Ông mới nói bây giờ á tao không có thời gian ta không có thời gian ở đây lâu thì ta cho lính á đệ tử của ta đứng ở ngoài vậy đó và một lát nữa cái con nhỏ này nó nói như như, như ngươi á là ngươi phải nghe không nghe một cái ra đệ tử của ta vô đánh ngươi thì ngươi dám mà chịu đánh tan hồn tan phách thì dám mà chịu bây giờ ta không có thời gian ta ở đây lâu giờ ta đi thì bà nói xong cái đi đi thì khoảng chừng cũng 10 phút 15 phút á thì cái bà bà đồng này nè bà mới tỉnh bà tỉnh thì chắc là có lẽ là ông cũng nói cho bà nghe vậy rồi cho nên là bà tỉnh vậy rồi bà mới ngồi bà nói vậy là sợ chưa bà nói sợ rồi cái bà hỏi là thấy đệ tử của thầy uh, tao không gật đầu gật đầu thì bà mới nói như vậy bà nói á người ta đi á cái đường sình lầy người ta né qua người ta đi Chứ người ta đâu có biết đâu Có nghĩa là người ta vô tình Mà ngươi nói là ngươi làm Hơn trăm năm rồi Hơn trăm năm rồi ở cái xác hoài làm gì Hai cốt rồi nó có một rửa trơn nè Còn gì nữa đó đâu mà ở đó Và nói người ta đạp trên đầu à, Vậy là không phải Sao thiếu về chỗ không mở Mà ở với mấy cái bụi cỏ đó anh chị rồi, rồi người ta đi rồi nói ta đạp đến đầu Cái này là không phải Cái này là à, cắt cớ tìm lý do để mà theo bắt người ta gây cái chuyện tội lỗi cái nó giống như là nó 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 tự tựa như kiểu là bị nói trúng tin đen nha cái nó nó mới nó mới lại bả thì lần đầu tiên nó lại bả nó nói, thôi bây giờ tha cho nó đi nó không có biết đừng có bắt nó đừng có kêu mấy người đó bắt nó cái nó mới dòm ra ngoài Tức là lúc đó thì bà nội cũng hiểu được là Mấy cái đệ tử của cái ông đó đó Tuy là mình giờ cũng thấy Nhưng mà chắc là đứng ở ngoài Bởi vậy nó dòm ra nó sợ lắm Chứ nó đâu có sợ bà Đồng này Cái bà mới nói Bà nói bây giờ tên tuổi làm sao nói nghe coi Chết làm sao Thì nó mới kể cho bà nghe Nó nói là hồi đó đi uh, um, Đi làm Rồi trốn gia đình này nọ Đi uh, lung linh Rồi sau đó là 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 À, đói quá đói rồi mới là ăn này ăn kia ăn đại thì ăn chúng cái nấm độc chết thì cũng đúng cái cái nhà của cái bà này là hồi xưa đó cái, cái chỗ cái bà mà bị nhập này nè vợ chồng này nè thì cái chỗ mà cái đường nó đi ngang hồi đó là hồi đó là rừng mà sau này mới từ từ mới, mới mở ra thôi thì trong rừng đi cái việc mà đi hái nấm này nọ thì nó nó thường cái ông này ông đi lung 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 địa cho nên là ông không biết cái nấm đó nó có độc ông ăn vô ông mới chết mà ở đó trong rừng mà thì cái ông chết rồi á cái con này con kia nó nó mới lợi nó 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 ăn cái xác ổng. rồi xương sẩu thì nó vứt đại vậy đó thì ổng cứ nằm ven đường theo kiểu như vậy. Đó, thì bà mới nói bây giờ làm sao? Đi tu không? Đi tu thì tôi nhờ đệ tử của, 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 của thầy là dắt đi tu. Cái nó nói là không, đi tu với ổng là là ổng bắt ở đó làm này làm cái kia mệt lắm, tôi mới tu. Bà mới nói bây giờ ông thầy tôi đâu có bắt đi theo làm gì, giờ xin ông cũng không cho theo nó đâu mà bà chuyện đừng nói là bắt. Tu thì dắt vô chùa tu, nó không chịu. Nó nói là vô chùa tu rồi uh, nghe nhức đầu lắm. Ở trong đó rồi, 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 rồi khó chịu nhức đầu lắm. Thì bà mới nói bây giờ là chỉ có đường đi vô đó hai á là đệ tử đánh đệ tử của thầy tôi đánh cho tan hồn tan phách cho không hại người ta thôi, chọn cái nào cũng chọn. Thì cuối cùng nó chọn là đi tu đó thì bà mới ra bà làm cái lễ bà mới nhờ là dắt đi thì lúc đó sức ra giống như dắt cái, cái con dông này đi uh, đi tu á thì thôi còn việc dắt đi đâu thì bà nói đâu có biết rồi xong xong cái gia đình đó mới là là, là mừng quá đi nhưng mà bà đồng này bà nói á, là cái người này bị nhập quá lâu bị theo quá lâu thầy bà chị cũng bùa chú này kia là không hết à, cho nên cũng ảnh hưởng tới bà phải nằm đây nghỉ mấy ngày à, mới về được thì trong suốt mấy ngày đó, đó kể như là bà đồng bà cũng nhờ là bà cồ nấu cơm nấu nước mà bà nội đem qua đem qua này nọ thì thấy bà đối xử với người ta cũng bình thường nghe chứ không phải là quá tốt cũng không phải là quá nhiệt tình nhưng mà nói về cái việc mà không có gia gì hay là à, bỏ mặt chẳng quan tâm thì không đúng tại vì bà cũng kêu ờ ừ, nấu vậy đi cái bà này bà mệt cho ba mới có sức khỏe thì bà nội bà quý bà quý lắm tại vì bà 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 đồng này đó giờ cũng sợ sợ bả mà ai về đâu bả cũng là một cái người mà uh, tốt đó chứ Đã? thì cái lúc mà người ta đưa tiền cho bả đó thì bả cũng nhận nhưng mà bả cũng hỏi một câu bả nói là gia đình khá giả không để nói cũng tạm được cũng vậy vậy đó thì bà nói thôi gia đình vậy rồi mà cũng để ít tiền lợi lo cho cái bà này bà ăn uống cho bà có sức khỏe lợi thì cũng có cắt lần phần tiền mới đưa thì vậy là quá tốt rồi cái gia đình này về về cái bà cũng vô bà dọn dẹp bình thường rồi bà nói thôi mày về đi mày coi xong mày về đi còn gì nữa đâu à, bà nội bà mới về bà mới kể cho bà cò nghe thì ông bà cò cũng cũng nhận định là ừ vậy là bà thầy này bà tốt bà thầy này bà có tính tốt rồi tuy là bà làm mà cũng nhận tiền để bà sống nhưng mà cái cách nhận tiền của bà bà cũng hỏi người ta là ừ thôi bình thường hay là khá giả khá giả thì lấy đúng cái số tiền còn bình thường thì thôi bà lấy ít lại Nên cũng là cái người có tâm rồi đó. Rồi sau đó cũng một lần nữa Sau đó cũng bà nội nhớ là cũng hơi lâu nha Cũng đâu gần cả năm trời á Thì lại cũng có một cái trường hợp Mà cái trường hợp này á Là nó sợ bả, Cái dông này nó không giữ Không giữ bằng cái dông trước à, Nó nhập vô cái đứa con Thì hai vợ chồng trẻ đó Với là hai người em Hai người em trai á à, Là mới ôm một cái đứa nhỏ Đâu cỡ chừng là 12 tuổi thôi mà đứa nhỏ này là bé trai nha mặt mày cũng sáng sủa lắm nhưng mà lúc đó thì xanh xa hốc hát lắm kiểu như mặt nhìn là biết ờ ừ, từ cái um, con mắt lỗ mũi hay này nọ nó sáng mà lúc đó là bị trầm xuống ở cả nhà bị uh, bị dông nó nhập mà bởi vậy là uh, nhìn nó tiều tị, nó xanh xao đó cái mới đi qua ở nhóm nhách thằng em mới qua lúc đó là chưa có nhập vô thì cũng ôm bồng vô nhà vậy đó bồng vô gần tới xăng rồi nó dậy nảy nó vậy nãy nó không chịu vô nó nói, thôi đừng vô đừng có vô đừng có vô đừng có vô đi về đi đi về đi đó, cái gia đình mới nói là cho nó vô đi cho nó vô đi chắc nó sợ bà thầy đó thì người ta mừng tại vì con cái người ta bị dông nhập mà bình thường làm gì nó cũng không sợ nó tới dữ lắm người ta mới đưa tới đây mà đưa tới đây nó sợ bà thầy thì cũng cũng tốt rồi cái mới dắt vô kéo nó vô nó chì 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 nó bấu mà cái tay của nó mà nó bấu vô mà kêu bằng cha nó mà đau luôn nhưng mà lúc đó mà, mà ráng mà chịu rồi cái uh, hai người uh, chú hai bên cũng gỡ ra Rồi mẹ thì cũng khóc Rồi hun rồi loa vậy đó đem vô Mà cái gia đình này chắc cũng nghèo khó Cho nên là ăn mặc uh, đồ uh, chắp vá Kiểu như vá chỗ này vá chỗ kia tùm lum hết trơn Thì mới đi vô thì lúc đó là bà là bà ở dưới sau bếp á Còn bà bà nội thì bà thường qua chơi á Cái bà mới ngồi ở ngoài trước thì nào bà gặp vậy bà chạy vô bà kêu Bà nói cô ơi cô uh, Có người bị dông nhập nữa kìa À, tới kìa thì bà mới nói thì dông nhập thì dông nhập cái gì từ từ mày làm gì mày, 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 hất hại như vậy cái bà mới đi ra bà đi ra thì bà mới giờ mà thấy là à, chắc có lẽ là bà giờ thấy cái dông nó đeo nó nhập thằng nhỏ thì bà nói à, vậy bác miệng nó bép, bép, bép gì đó ba bán tụng niệm cái kinh kệ hay quá xin lỗi cái nhà là giống như cái bùa chú gì của bà đó à, xong rồi cái bà lại bàn thờ tổ lúc đó bà cũng sạch sẽ không có gì bà lại thờ tổ bà mới cúng bà cúng kiến này nọ xong rồi bà kêu dắt vô trong đây thì nó dắt vô nó ngồi nó rung nó ngồi nó rung cái bà mới lấy mấy cái ăn thường mà đánh nó đi nó sợ quá sợ mà cái lúc mà bà đánh nó nha thì một là bà đánh ăn hai á là bà có cây roi cây roi đó là nó cũng không nhỏ đâu nha cả nhà nó cỡ ngón nhỏ cái vậy đó mà xung quanh là quán bùa mà nếu cây roi đó mà đem nó nó dài cũng khoảng chừng là uh, mấy họng tơ thước. Mà kiểu nhiêu tấc đó bao nhiêu tấc nhiêu gem gì đó theo cái cái, cái 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 bùa chú gì đó thì bà mới cầm ra mà cây đó mà đánh đau à mới cầm cây đó ra thì cái người mẹ mới sót nói là thầy 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 nhẹ tay giùm cái bà nói đánh có đau đâu mà nhẹ tay thì nghe câu đó đó thì gia đình mới, mới 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 hiểu theo kiểu là uh, đánh là cái dòng nó đau chứ không phải là thằng nhỏ đau à, nhưng mà cũng xót con dạ dạ lại thầy làm ơn thầy thầy nhẹ nhẹ hay giùm để đánh xong rồi sau này cháu nó đau tội nghiệp cái bà mới liếc bà nói à, tới đây là tin tưởng không không tin tưởng thôi ẩm về cái gia đình mới chịu bà mới cầm cái cây lên bà đánh mà nói tiếng đánh đó nha bà cầm vậy nè bà dơ lên bà đụng đụng vô vậy thôi chứ không phải là đánh chọc 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 chọc, chọc như mấy cái kiểu mà mấy ông thầy um, dánh cái đó thịt da nào còn mà bà lỗi làm bà đánh vậy đó là nó la là nó đau thì cái đó mới gọi là đánh hồn đó chứ còn mà đánh mà đánh dông đó chứ còn mà đánh mà uh, dầm, dầm dầm dầm, vô thì cái người uh, bị, bị bị, bị, bệnh đó nhầm khi ta bị thần kinh đang bị ma nhập đi Ta đau thấy mụ nội luôn chịu sao nổi đánh nhiều à đánh như là cái cái cây đó vừa đụng vô cái người là là nhưng mà cái những cái vị trí đụng vô đó là nó nằm ở cái chỗ bùa chú ví dụ như cái ót đụng vô hay hoặc là cái vị trí nào mà dông nó hay dựa đó đầu vai hay hoặc là ở sau ót mấy cái lạnh lạnh rồi đó là đánh kiểu như vậy trên đầu chứ còn mà nói đánh đánh đau không có đụng như không à nó tiếng đánh chứ thật ra là đụng mà đụng như cái nào nó cũng la đau 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 đớn dữ lắm cái bà thầy bà mới hỏi hỏi nói chung là nó sợ bà dữ lắm rồi hỏi cái gì nó cũng nói cho á hỏi tên hỏi tuổi này nọ là nó nói hết hỏi sao chết nó cũng nói luôn cái bà thầy mới thấy lạ đi mới nói cái kiểu mà cái dông mà nó nhát mà nó yếu như vậy sao mà nó nhập nhỏ này được đó. thì hỏi nó là sao mà nó 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 biết mà nó theo nó nhập thì nó nói là có cái dông chỉ nó cái dông đó nó xô ra cho nó nhập vô Nếu như là xô cái hồn nhỏ ra cho nó nhập vô vậy đó thì hỏi cái dông đó ở đâu nó sợ quá nó nói ban đầu nó sợ nó nói là 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 con không dám nói con nói là là là, là con sợ bà mới nói là có 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 tao mày sợ gì nữa à, cái nó mới nói là lúc mà nó nhập á là cái dông kia suối nó dông của một cái người đàn ông à, suối nó nhập vô rồi dắt da cho ổng nhưng mà dắt da không được yếu quá dắt không nổi tới chừng dắt nổi thì bị gia đình hay mới kéo lại cho nên làm không lợi rồi cái chạy ra ngoài thì sợ cái dông cái dông cái ông đó rượt cũng đánh cho nên là cái dông này sợ mới ở trong đây hoài ở trong cái 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 cái, xác thằng nhỏ hoài không chịu ra thì khi mà ở như vậy đó khi nào thích hợp thì sẽ lên còn mấy thì thôi tối bụng muốn ăn muốn uống gì đó lên còn bình thường là không thì nghe như vậy có nghĩa là sao có nghĩa là ở nhà ở gần nhà hay là một cái vị trí nào đó cũng trong cái khu vực cái gia đình này thì còn một cái dòng khác và cái dòng đó là cái dòng à, chủ yếu bắt nhỏ đó mà bắt không được mới suối cái dòng này làm cho nhỏ nó yếu thì bà thầy bà mới nghi vậy đi cái bà mới nói bây giờ á, ở là đây không đi đâu hết trơn á giờ đi ra ngoài chịu đi ra ngoài không đi ra ngoài là cái dòng nó nó vượt nó đánh đập mà nó chịu nổi không cái mới xin là nói là ừ, vậy, vậy, cho con ở đây đi cho con ở đây đi thì bà cũng hứa là ở đây thì bà cho ăn cho uống rồi nhớ là ăn uống xong là 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 là, là, là. phải tu nha bà mới cho ở thì cái dâu này nó chịu rồi bà mới gỡ ra bà bắt ra bà nhốt vô trong cái hũ gì đó rồi bà mới đi ra bà nói là bà hỏi hoàn cảnh gia đình thì bây giờ mới biết nghèo rồi bà hỏi thì vợ chồng mới khóc nói là hai vợ chồng thì có là ba đứa con thằng này là cái thằng lớn còn hai đứa nhỏ ở nhà nữa mà cảnh cũng khổ lo mằng mướn ăn mỗi ngày rồi bây giờ gặp vậy nè cho nên là à, cái đồ gì trong nhà mà cần là đã bán hết rồi giống như là có chút giá trị rồi đem bán hết trơn rồi trong nhà chống lỏng trong liêu à cái bà thấy vậy đi bà nói ừ vậy thôi để đi với tôi tôi đi về tôi coi coi làm sao đó thì bà mới quay sang bà hỏi bà nội bà nói là bây giờ mày đi không thì nói chung là chỉ cách khoảng chừng bảy tám cây số à bà nội mới nói để con về con hỏi mẹ con mẹ hỏi lẹ đi chứ người ta không có đợi à cái trai giờ hỏi Chạy về hỏi năn nỉ quá mà còn bà nói thôi vậy tao đi theo mày Nghe hai má con mới đi đi chung với cái bà thầy này đi đến đó đi lên trên đó thì cái nhà nghèo sát ngồi sơ mà trong nhà trong lỏng trong liêu à cái đồ gì bán được nên bán hết trơn rồi còn hai đứa nhỏ thì gửi nhà của vợ của hai người à, em dâu á đó thì gửi gửi xong rồi cái vô thấy nhà liêu siêu dột nát như vậy cái mới đi ra ngoài à, đi ra ngoài thì bà ở đó hai ngày bà mới tìm được cái dông đó thì nói chung là cái lúc mà bà đi ra bà trị đó thì bà cũng nhờ ông về chứ ông mà nói là ông về không có được như ông có kẹt ông làm cái gì trên đó đi ông bận chuyện đi nói vậy đi thì ông mới sai đệ tử về đệ tử ông mới về mới giúp bả là mới bắt cái dòng nó được bắt xong rồi á là yên rồi ổn hết rồi thì bà mới nói vậy thôi tôi không có lấy tiền đâu cái nhà mới khóc nói là bây giờ mấy nếu không lấy tiền thì để con tụi con làm từ từ đứa con có tiền của tem lên con trả con hứa với thầy rồi là con không có dám uh, sai Thì bà mới nói vậy nè tôi có đem theo ít tiền nè mua sắm lại những cái đồ đó rồi sửa nhà đi trời ơi bà cồ hay là bà nội lúc đó là cũng kiểu như là cảm động ở cả nhà hồi đó giờ nói về bà tốt thì không thấy bà tốt có cái lần trước thì thấy bà như vậy đó đồ đạc trong nhà bà giữ kỹ lắm mà không hiểu làm sao lần này bà thấy gia cảnh ta vậy bà lợi bà cho tiền làm mà tốn công mấy ngày trời bà không lấy tiền, mà bà, bà còn cho tiền để sửa này nọ nữa, à, xong xuôi rồi cái bà mới đi về, bà nói thôi khỏi hút khỏi trả, máy bay mà đem lên máy bay trả tao á, là tao dặn máy bay đó, à, tao dặn tao thả cái vòng kia theo đeo con bay gián chịu. À, bà nói thì bà là bà còn cũng hiểu là bà cố tình bà nói cho cái gia đình này sợ đừng có đem tiền để trả bà, làm ăn thì thì thì, thì có tiền bạc thì nuôi con này nọ, nghe cái quá mừng bà cầu với bà nội lúc đó quá quá cứ là là cảm động thấy cái bà này bình thường bà đâu có nói nhiều cái lời tốt đẹp gì đâu mà sao mà bà hành động tốt vậy cái sau đó cái bà cồ với bà nội được cởi ra cởi cái người này người kia nghe rồi cái nhiều người bắt đầu cái nó đông đông lên ta nói cái nhà của bà đông nhập nhiều không phải liên tục liên tục nghe nhưng mà cái người này ra là cái người khác vô nhằm khi ngồi chờ đợi rồi thời gian đâu cỡ chừng một um, nửa năm á, cỡ chừng nửa năm á là khách rất là đông và ta nói người ta tới á, người ta um, trả tiền cho bà cũng rất là nhiều. Tiền bạc dữ lắm. Rồi à, bà cũng giúp người ta. À, nhưng mà có cái những cái sự tình là sau này nó xảy ra, nó còn khủng khiếp và gây rợn hơn rất là nhiều. Để không biết là những cái sự việc đó như thế nào bảo mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe vào tập tiếp theo còn bây giờ thì bảo xin chào hẹn gặp lại chúc mọi người có một đêm ngon giấc